Blackmore là thương hiệu đi đầu trong việc nghiên cứu, phát triển và sản xuất các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ tự nhiên. Thương hiệu với tuổi đời gần 100 năm ra đời tại Úc và hiện đã có mặt trên 60 quốc gia vùng lãnh thổ và đặc biệt được ưa chuộng bởi người tiêu dùng Việt Nam. Hôm nay, Quay Store sẽ giới thiệu tới các bạn bộ 5 sản phẩm vitamin Blackmore có doanh số bán chạy nhất trong thời gian vừa qua. Blackmore Men's Performance Multi, Cholesterol Health, Bio Magnesium, Bio C, Nutritional. 5 sản phẩm chứa loại vitamin khoáng và hóa chất khác nhau cùng tạo nên một lá chắn vững chắc để bảo vệ sức khỏe tổng thể. Blackmore Men's Performance Multi được thiết kế dành riêng cho phái mạnh với gần 20 loại vitamin khoáng và chiết xuất thảo dược khác nhau, nổi bật như nhóm vitamin B, kẽm, magie, tinh chất kế sữa, tinh chất bạch quả. Sản phẩm giúp nam giới tăng cường trao đổi chất và hấp thụ dinh dưỡng, góp phần thúc đẩy sản xuất năng lượng và cải thiện sức mạnh cơ bắp, thải độc, làm mát gan, bảo vệ tim mạch, tăng cường số lượng tinh trùng và sức khỏe sinh sản, tăng sức đề kháng, chống viêm. Blackmore Nutritional chứa chiết xuất cây kế sữa tinh khiết 100%. Sản phẩm rất phù hợp với những ai thường xuyên sử dụng rượu bia, thuốc lá và làm việc trong môi trường độc hại gây ảnh hưởng đến chức năng gan. Sản phẩm có công dụng chính là mát gan, tăng khả năng đào thải độc tố của gan, tái tạo các tế bào gan bị tổn thương, phục hồi chức năng gan, làm chậm quá trình lão hóa, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa các bệnh về gan. Blackmore Cholesterol Health chứa thành phần phytosterol và beta-carotene tự nhiên. Sản phẩm giúp bạn giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, cao huyết áp, béo phì và đột quỵ nhờ vào cơ chế giảm cholesterol dư thừa trong máu do chế độ ăn uống quá nhiều dầu mỡ kém lành mạnh, hỗ trợ điều hòa mỡ máu một cách tự nhiên, hỗ trợ chức năng tuần hoàn, điều hòa huyết áp. Blackmore Bio Magnesium cung cấp khoáng chất magie nồng độ cao nhằm bổ sung sự thiếu hụt magie trong chế độ ăn hàng ngày. Sản phẩm đặc biệt quan trọng với người tập thể hình thể thao vì magie điều hòa hệ cơ, làm giảm chứng chuột rút, co thắt cơ trong khi tập luyện, hỗ trợ chuyển hóa canxi, giúp xương chắc khỏe hơn, làm dịu hệ thần kinh, giảm stress. Blackmore Bio C 1000mg chứa hàm lượng vitamin C có nguồn gốc tự nhiên. Sản phẩm là nguồn vitamin C chất lượng cao, đủ cung cấp lượng cần thiết cho cơ thể người trưởng thành. Bên cạnh chế độ ăn đủ chất thì bổ sung thêm Bio C sẽ giúp bạn xua tan nỗi lo thiếu vitamin. Sản phẩm có công dụng tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ giảm nhiễm trùng đường hô hấp, kháng viêm hiệu quả, chống oxy hóa. Với ưu điểm tinh khiết và lành tính, các sản phẩm của Blackmore đảm bảo an toàn với sức khỏe và phù hợp với nhiều lứa tuổi khác nhau. Để mua được sản phẩm chính hãng, bạn nên lựa chọn các địa chỉ uy tín tại Việt Nam như Waystore. Từ đó, bạn có thể hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc cũng như chất lượng của sản phẩm. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website hoặc hotline. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.